Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liệu Việt Nam có gỡ được thẻ vàng IUU? VOA Tiếng Việt ngày 2 tháng 6 đưa tin Phó Thủ tướng cảnh báo nguy cơ bị thẻ đỏ IUU nếu Việt Nam không gỡ được thẻ vàng. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hôm 1 tháng 6 yêu cầu các cơ quan chức năng Việt Nam phải hành động quyết liệt để gỡ thẻ vàng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU khi thời hạn giải quyết mà Ủy ban châu Âu EC áp đặt đã gần hết. Hình ảnh tin trên VOA. IUU là viết tắt của cụm từ khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo theo quy định. Đây là quy định về chống đánh bắt hải sản IUU được Ủy ban châu Âu EC ban hành tại quy định số 1005 trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2010. Mục tiêu của IUU là nhằm thiết lập một hệ thống trên toàn châu Âu EU để ngăn chặn và loại bỏ việc nhập khẩu các sản phẩm thủy sản bị khai thác IUU vào thị trường EU. VOA cho biết Việt Nam bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng vào tháng 10 năm 2017 và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập thủy sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng IUU. Hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong những bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu được EU thông qua năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm các biện pháp trừng phạt nhằm để cho các quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Theo VOA, thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết, ngược lại thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các sản phẩm thủy sản của quốc gia đó. Theo báo cáo được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến trình bày tại cuộc họp hôm 1 tháng 6, việc thực thi luật thủy sản, các quy định chống khai thác IUU ở các địa phương còn chưa đồng bộ và chưa đạt yêu cầu. Với số lượng các vụ vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác IUU vẫn còn nhiều, trong khi tỷ lệ xử lý các vụ vi phạm còn thấp và chưa đồng đều giữa các địa phương. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết công tác chống khai thác IUU cũng đã có nhiều tiến bộ hơn sau 5 năm mà Ủy ban Châu Âu cho phép để hành động chống khai thác IUU và thực hiện các khuyến nghị của họ. Kể từ sau khi phạt thẻ vàng, EC đã kiểm tra thực tế Việt Nam 3 lần vào các năm 2017, 2019 và 2022. VOA cho hay EC cho biết họ sẽ quay lại Việt Nam kiểm tra lần thứ tư vào tháng 10 tới, hình ảnh tàu đánh bắt cá xa bờ của Việt Nam. Để chuẩn bị cho lần kiểm tra này theo VOA, phó thủ tướng Trần Lưu Quang sẽ trực tiếp dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chống IUU tại một số địa phương. Ông yêu cầu các địa phương phải có những hành động mạnh mẽ hơn để gỡ bỏ thẻ vàng nếu không muốn bị thẻ đỏ và mất thị trường xuất khẩu hải sản sang châu Âu. Việt Nam có thể phải đối mặt với khoản thiệt hại lên tới 480 triệu USD mỗi năm trong xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU nếu bị phạt thẻ đỏ. Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ quyết tâm chấm dứt tình trạng vi phạm IUU trong nhiều năm, từng đặt ra nhiều thời hạn để hoàn tất việc chấm dứt tình trạng này nhưng có vẻ lần nào cũng không đạt yêu cầu, vì vậy những thời hạn này cứ bị lùi rồi lại bị lùi. Một số lần mà chính phủ Việt Nam hô hào quyết tâm được báo chí nhà nước đưa tin có thể kể đến như vào tháng 7 năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã nhấn mạnh quyết tâm phải chấm dứt tình trạng này vào năm 2022 để gỡ thẻ vàng. Vào tháng 12 năm 2022, Thủ tướng đưa ra thời hạn chấm dứt tình trạng đánh bắt hải sản trái phép trước 31 tháng 3 2023. Nhưng đến 18 tháng 4 2023, Thủ tướng vẫn yêu cầu các tỉnh báo cáo về tình trạng này trước ngày 15 tháng 5. Và nay, lời cảnh báo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thì thấy rõ hiện nay vẫn chưa đạt được kết quả theo yêu cầu của EC. Nếu vẫn tiếp tục duy trì tình trạng này, thì e rằng Việt Nam khó mà gỡ được thẻ vàng. Và với tình trạng bết bát hiện nay của nền kinh tế, có thể thẻ đỏ này sẽ là một cú đẩy nhẹ bồi tiếp sau những vấn đề về dệt may, điện, xăng dầu, bất động sản, trái phiếu khiến cho nền kinh tế Việt Nam rơi xuống vực thẳm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đề với bản tin liệu Việt Nam có gỡ được thẻ vàng IUU. Nông sản Việt lại mắc kẹt tại cửa khẩu Việt Trung. AFA tiếng Việt ngày 2 tháng 6 loan tin khoảng 700 xe sầu riêng mắc kẹt tại cửa khẩu Trung Quốc Việt Nam. Theo đó, hơn 700 xe nông sản, hầu hết là sầu riêng, bị lùi thông quan, mắc kẹt tại cửa khẩu Lạng Sơn chờ xuất qua Trung Quốc. AFA dẫn lời ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, cho truyền thông hay trong ngày 1 tháng 6, rằng tình trạng xe nông sản của Việt Nam bị tồn ở cửa khẩu này diễn ra hơn một tuần qua. Ông Duy cũng cho biết xe hàng bị tồn là do sầu riêng trong nước đang vào vụ thu hoạch, và mặt hàng này chỉ được xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị, hình ảnh bản tin trên IFA. Vẫn theo ông Duy, hiện năng lực thông quan tại 5 cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn ổn định với hơn 1.000 phương tiện mỗi ngày. Ban quản lý đã làm việc với phía Trung Quốc yêu cầu Hải quan Trung Quốc làm thêm giờ, tối ưu hóa việc kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu hữu nghị và bố trí thêm nhân sự để đẩy nhanh quá trình thông quan hàng sầu riêng qua các cửa khẩu Tân Thanh. Trước tình hình trên, AFA cho biết tối 31 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã yêu cầu 8 bộ cùng các địa phương, cơ quan liên quan sớm tìm ra các xử lý, thúc đẩy việc thông quan nông sản tại các cửa khẩu phía Bắc. Ông Chính qua đó giao cho các đơn vị ra soát quy định về nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, phối hợp với các cơ quan chức năng nước này để đơn giản hóa các thủ tục, tăng thời gian hiệu suất cho thông quan, nhằm tránh tình trạng hàng hóa bị ủng ứ dễ hư hỏng trong điều kiện nắng nóng hiện nay. Bên cạnh đó, AFA cho biết thêm do sầu riêng đang vào vụ thu hoạch, hiện tại thị trường bán lẻ Việt Nam giá sầu riêng mua sang kinh, sầu riêng ngon nhất thế giới chỉ còn 650.000 đồng một ký, sầu riêng đã tách vỏ, tương đương 27,68 USD, giảm một nửa so với đầu tháng 3. Giá bán sỉ của nhà vườn miền Tây cho thương lái cũng đang giảm mạnh chỉ khoảng 130-150.000 đồng một ký, giảm 40% so với tháng trước. AFA dẫn lời ông Đặng Mạnh Khương, đầu mối chuyên bán sầu riêng ở Cần Thơ, so với giữa tháng 3, giá sầu riêng đã giảm khoảng 50-70% tùy loại, chủ yếu vì nguồn cung dồi dào và Trung Quốc giảm thu mua. Mùa sang kinh có nguồn gốc từ Malaysia đã được người dân khu vực Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long trồng thử nghiệm và cho ra trái 3 năm nay. So với các năm trước, năm nay sản lượng mua xanh kinh tăng gấp 3 tới 5 lần. Hình ảnh Trung Quốc trồng thử nghiệm sầu riêng. Thị trường Trung Quốc rất ưa chuộng sầu riêng Đông Nam Á, tuy nhiên đây không phải là thị trường bền vững cho loại trái sầu riêng nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung. Đối với sầu riêng, truyền thông cho hay Trung Quốc đã tiến hành trồng thử nghiệm ở đảo Hải Nam và sắp đến vụ thu hoạch vào tháng 6 tới. Ngoài ra, họ còn được chính phủ Lào cho phép trồng sầu riêng tại Lào nhằm tiêu thụ tại Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã cấp phép nhập khẩu chính ngạch cho Thái Lan, Malaysia và Philippines đối với mặt hàng này. Do đó, thị trường xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ bị thu hẹp trong thời gian tới. Trên thực tế, giá sầu riêng hiện nay đã giảm mạnh chính phủ việt nam cần có chính sách phát triển thị trường cho nông sản việt nam không thể cứ mãi phụ thuộc vào thị trường trung quốc rồi năm nào cũng tái diễn cảnh được mùa mất giá ngoài ra thị trường trung quốc còn tiềm ẩn rủi ro vì lệ thuộc vào tình hình chính trị giữa hai bên cứ mỗi khi trung quốc gây hấn trên biển thì họ cũng làm khó nông sản việt nam tại các cửa khẩu như hạn chế nhập hàng ngưng nhập hàng kéo dài ngày khiến nông sản hư hỏng phải đổ bỏ những câu chuyện này đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm nông dân Việt Nam cũng cần phải thay đổi phương thức canh tác theo hướng nông nghiệp hữu cơ để có thể đáp ứng những thị trường khó tính nhưng bền vững hơn như Nhật Bản, EU, Mỹ. Có như vậy thì mới thoát được sự phụ thuộc vào anh bạn vàng đểu cán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đề với bản tin Nông sản Việt lại mắc kẹt tại cửa khẩu Việt Trung. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d